chiều 20 tháng 5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu PC03 Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Bá Nhật, 30 tuổi, ngụ Quy. 2. Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn TMDV Vận tải Lê An, công ty Lê An, trụ sở P, Thảo Điền, Quy. 2. Về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo PC03, 14 cá nhân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có ký hợp đồng với công ty Lê An, nội dung hợp đồng cho công ty Lê An thuê xe ô tô tự lái với giá thuê từ 8 triệu đến 20 triệu đồng một tháng tùy theo xe. Đến tháng 2 năm 2020, các chủ xe nêu trên kiểm tra thiết bị định vị xe qua điện thoại thì thấy bị ngắt định vị, Nguyễn Bá Nhật lại không thanh toán tiền thuê xe như thỏa thuận hợp đồng, liên lạc và đến công ty Lê An tìm Nhật nhưng bị Nhật lẩn tránh. Nghi ngờ Nhật chiếm đoạt tài sản nên tất cả bị hại đều làm đơn tố cáo gửi công an TP. Hồ Chí Minh qua điều tra PC03 xác định Nhật bắt đầu kinh doanh dịch vụ vận tải cho thuê xe ô tô từ khoảng tháng 8. 2017, nguồn xe ô tô là do Nhật đứng tên cá nhân thuê lại của người khác đến tháng 4. 2018, hoạt động kinh doanh thua lỗ, tuy nhiên Nhật vẫn tiếp tục ký hợp đồng thuê xe ô tô mới của nhiều người với giá từ 8 triệu 20 triệu đồng một tháng. Tuy nhiên, do làm ăn thua lỗ và để trả tiền thuê xe, tiền vay lãi suất cao bên ngoài, Nhật nảy sinh ý định tiếp tục thuê xe để cầm cố các xe ô tô, lấy tiền trả tiền thuê xe của những chủ sở hữu có phát sinh hợp đồng cho thuê trước đó và trả tiền vay nóng ngoài xã hội. Mặc dù khó khăn, thua lỗ, không có khả năng chi trả những khoản vay và tiền thuê xe, nhưng Nhật vẫn thành lập công ty Lê An vào tháng 4. 2019 để có thể thuê được nhiều xe hơn và thuê được xe có giá trị cao hơn, sau khi thành lập công ty Lê An, Nhật đã ký nhiều hợp đồng thuê xe. Sau đó, mang xe đi cầm cố cho NT, H 46 tuổi, ngụ Quy, Bình Thạnh và HMT, N, 29 tuổi, ngụ Quy. Một với giá từ 100 triệu đến 200 triệu đồng, trước khi cầm cố các xe ô tô nêu trên, đa số Nhật không lập hợp đồng mà chỉ trao đổi qua miệng được H. và N chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do Nguyễn Bá Nhật đứng tên, ngoài ra có một số lần đưa tiền mặt. PC03 cho biết tổng số tiền Nhật cầm cố được là hơn 3 tỷ đồng, hiện PC03 đang điều tra mở rộng vụ án. PC03 kêu gọi những ai là bị hại của Nhật cần liên hệ PC03 Công an thành phố Hồ Chí Minh tại địa chỉ 674 đường 3/2P 14 Q 10.